Hello cả nhà. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức khôi phục lại những cái file mà bị mất, có thể là do virus hoặc là do bạn lỡ tay hoặc là do một cái người nào đó xóa mất. Đấy. Thế thì ở đây mình giới thiệu phần mềm Recuva. Bạn lên Google search Recuva, sau đó là vào trang chủ của cái hãng sản xuất phần mềm này là tên là Piriform. Piriform. Đấy, nếu mà có điều kiện thì bạn mua cái bản có phí, còn nếu không thì chúng ta mua cái bản là chúng ta download bản free. Thế thì sự khác biệt giữa hai bản free và bản professional là bản chuyên nghiệp ấy nằm ở chỗ là gì? Bản professional thì nó không chỉ có khôi phục file mà nó còn khôi phục cả những cái file nằm trên ổ đĩa ảo, đấy, virtual hard drive, đấy, tức là ở trên máy ảo đấy. Rồi là tự động cập nhật và có sự hỗ trợ của nhân viên của hãng. Đấy. Thế thì nhiều khi là dữ liệu của bạn là nó còn quan trọng hơn là đây là 19,95 đô đúng không? Thì cho bạn sẽ cân nhắc cái việc mà sử dụng cái bản professional so với bản có bản miễn phí. Thì ở đây mình sẽ demo bản miễn phí. Thế sau khi bạn tải bản miễn phí Recuba về máy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt phần mềm này. Đấy. Thì nếu bạn mà không quen tiếng Anh, đấy, là người không phải là dân IT thì bạn có thể chọn tiếng Việt. Thì để cho cái quá trình cài đặt nó dễ dàng và về sau cái giao diện cũng bằng tiếng Việt. Đấy, sau chúng ta bấm Next để tiếp tục. Ở đây người nó yêu cầu chúng ta là có chọn cài C Cleaner hay không, thì bạn có thể là không cần cài. C Cleaner là cái chương trình dọn dẹp ổ cứng. Thì sau khi mà chúng ta đã cài đặt hoàn tất thì bây giờ chúng ta bấm hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt và đi vào phần sử dụng. Đây là giao diện của chương trình Recuva. Đấy. Đấy, các bạn quan sát trên màn hình. Đấy. Bây giờ ở trong cái mục là tùy chọn. Đấy, tùy chọn. Đấy. Thì có một cái phần cấu hình khá là quan trọng. Đấy. Khi bạn bấm tùy chọn thì bây giờ bạn chọn tới mục là hành động. Hành động. Cái tab hành động. Và chúng ta chọn mục là quét kỹ. Đấy, quét kỹ. Thế thì quét kỹ thì thời gian lâu hơn nhưng mà nó sẽ có thể tìm kiếm được đúng cái file mà bạn đã lỡ tay xóa hoặc là bị virus nó xóa. Nhưng mà cái bù lại nó là thời gian sẽ lâu hơn. Rồi chúng ta chọn đồng ý. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử mô phỏng cái việc là xóa, lỡ tay xóa mất các cái file. Đấy. Đây, ví dụ trong thư mục này có các cái bài hát như này. Và mình xóa. Bây giờ xóa rồi thì nó nằm trong thùng rác, thì bây giờ mình xóa luôn cả trong thùng rác. Đấy, empty recycle bin. Như vậy là cái file này đấy, đã bị xóa và bạn không thể tìm nhìn thấy nó ở trên máy nữa. Thế, tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ thực hiện khôi phục. Đấy, thì vừa rồi mình xóa ba cái file âm nhạc, cho nên ở đây mình chọn là âm nhạc. Đấy. Sau đó mình chọn tới cái ổ đĩa mà cái file này lúc nãy nó nằm trên, nó chính là ổ C. Đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành quét. Thì quét thì nó chạy theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là để tìm kiếm những cái tệp tin mà đã bị xóa. Đấy, giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà kiểm tra cái tình trạng cái tệp tin đó là bị hỏng bao nhiêu phần trăm. Và giai đoạn 3 là phân tích. Đó. Thế thì ở đây sau khi quét thì chương trình đã lấy lại được 3 cái file và hiển thị ở đây. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình xem lại kỹ thông tin về ba file này.
xem có đúng là đây là ba cái file là trước đây là mình đã xóa hay không ở mục tên này, đường dẫn này. Sau đó mình bấm phục hồi hay là khôi phục và chọn tới cái một cái vị trí mà mình muốn đặt cái file khôi phục. Đấy. Ở đây mình sẽ chọn cái một cái vị trí xem nào, ví dụ như là ở trong thư mục download đi. Đấy. Đấy, rồi ấn OK. Đấy, bạn có muốn khôi phục với không thì đấy, thì tôi chọn yes. Đấy, và đây là quá trình khôi phục. Đấy, chỉ sau vài giây thôi. Đấy. Sau đó chúng ta thử kiểm tra lại xem là có đúng là các file này đã được khôi phục hay chưa, và nếu khôi phục rồi thì có bị hỏng hóc gì không, có bị lỗi gì không. Đây thư mục download, đây đây chính là các cái file đã được khôi phục, và chúng ta có thể chạy thử nghe lại những cái file âm thanh này. Đấy, thấy là hoàn toàn là OK. Đấy, thì đây chính là cách khôi phục lại những cái file mà đã bị mất. Đấy, thì chúc các bạn thành công.